Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của bốn máy kinh môn Ngày hôm nay thì bốn máy kinh môn lại tiếp tục và thêm một chiếc sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhé. Một trong những mẫu xe sở hữu màu rất là hiếm mà phiên bản cũng cực kỳ là hiếm trên thị trường Việt Nam luôn Một trong những phiên bản sản xuất chủ yếu để xuất sang Trung Đông Được trang bị túi khi an toàn xung quanh xe các bác nhé Đến tận 8 túi khi an toàn các bác ạ và option của xe thì luôn luôn nhiều biên man rồi Một chiếc xe bản full mà Động cơ 1.6 các bác nhé, nhập khẩu Hàn Quốc Một uh, chiếc xe đàn phân khúc hạng C Với form dáng nhìn rất là thể thao, rất là đẹp luôn nhé Form dáng này thì chúng ta có thể đi mãi mãi Cũng không bao giờ sợ lỗi thời, lỗi mốt đối với đối với dòng xe này uh, sinh nhan uh, trên thân xe thiết kế rất là đẹp luôn nhé Đang kiểm đến cuối năm các bác nhé Tháng 11 năm 2012 này uh, Một chiếc xe với uh, trang bị rất là nhiều option như là phanh đĩa ABS 4 bánh này. Túi khí an toàn thì xung quanh xe, 8 túi khí an toàn. Điều hòa đèn pha rồi là gạt mưa đều là chế độ auto hết các bác nhá. Đều là chế độ auto hết. Đây, cảm biến này, cảm biến này. Lipo cản gió đây. Thân vỏ sơn si của em nó thì còn cực đẹp luôn các bác và một chiếc xe này cam kết cho mọi người là không một lỗi nhỏ nhé. Không một lỗi nhỏ luôn đấy ạ theo chỉ zin toàn xe, máy số thì đại chất các bác nhá. Mang tên tư nhân. Một trong uh, những uh, chiếc xe sở hữu uh, màu rất là độc và uh, rất là đẹp uh, trên dòng xe này. À, dòng xe này thì màu đỏ thì rất là hiếm đấy ạ. màu đỏ mận này thì rất là hiếm luôn nhé Đa số là màu đen và màu bạc cũng như là màu xám uh, đá đấy ạ. Còn màu đỏ thì cực kỳ là hiếm trên dòng xe này. Nên bác nào hợp màu hợp mệnh chiếc xe này thì cứ liên hệ cho bốn bánh kinh môn nhá. Số điện thoại 03541528888 địa chỉ là xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Đây phần đuôi xe đây, à, nhìn à, rất là đẹp luôn đấy ạ. Lipo này cản gió này, à, thân vỏ thì không một lỗ nhỏ luôn mọi người nhé. Keo chỉ zin toàn xe, loanh quanh trong cửa tiền hơn 200 thôi, 230 triệu là các bác đã sở hữu được à, một chiếc xe hạng cận sang, à, số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhé, động cơ 1.6 đây sơn chi si thân vỏ thì cực kỳ đẹp luôn đấy ạ dàn lốp Michelin này cái rãnh này còn lên đến tầm 6-70% các bác nhé hệ thống cua lốp thì không một chút mục mọt gì cả này các bác hoàn toàn yên tâm này máy số ngon khung gầm chắc điều hòa Z đây hệ thống khung gầm của em nó đây các bác nhé khung gầm này khung gầm sàn đây. đây dàn lốp này xe trang bị bộ mâm nguyên bản 5 chấu các bác nhé phanh đĩa ABS 4 bánh này giàn lốp đây phần đầu xe đây đèn pha thì vẫn còn nguyên bản mọi người nhé được sử dụng công nghệ đèn halogen truyền thống này mặt ca lăng đây 98 a 51488 đây một chiếc xe màu hiếm và phiên bản cũng là phiên bản hiếm luôn phiên bản 1.6 trang bị 8 túi khen toàn Đấy, Dòng ngày thì đa số là phiên bản sản xuất nội địa ở Hàn Quốc nên là nội uh, địa Hàn Quốc chứ còn nếu mà phiên bản xuất Trung Đông này thì cực kỳ hiếm các bác nhé. Nội địa Hàn Quốc thì chỉ có được trang bị hai túi khí an toàn thôi. Đây, chiếc xe này thì lên đến tận 8 túi khí an toàn các bác này. xung quanh xe đây các cột này, đây, Đấy, các cột đều có hết các bác nhé. Cửa sổ trời này, trần nỉ nguyên bản này và hai má ghế này vẫn có này, hai má ghế cũng có các bác nhé nội thất thì vẫn còn giữ được ghế da theo xe rất là đẹp luôn ngoại thất màu đỏ còn nội thất thì là màu đen các nhé đấy, từng chi tiết còn zin hết đấy ạ từng chi tiết còn zin hết các nhé Thả 3 d này nội thất rất là đẹp luôn đấy ạ đây hộp số tự động vô cấp này điều hòa auto này chốt uh, mở cửa trung tâm này còn đầu dvd nguyên bản các nhé đè lỗ thông minh gương điện chống choi nóa này nội thất còn rất là mới luôn đấy ạ một chiếc xe cứng các nhé cam kết cho mọi người không một lỗi nhỏ với cửa tiền 230 triệu đồng là các bác đã sở hữu được uh, chiếc xe Daewoo Lacetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc sản xuất năm 2009 bản số tự động các bác nhé và chiếc xe thì cam kết cho mọi người là keo chỉ zin đến toàn xe mọi người keo chỉ zin đến toàn xe nhé cam kết là không một lỗi nhỏ luôn Nếu mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn nhé số điện thoại 0354152888 để được uh, xem xe trực tiếp theo địa chỉ thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ở bên bốn bánh kinh môn thì có hỗ trợ vận chuyển giao xe trên khắp toàn quốc các bác nhé. Đây mọi người ở xa mà xe thì cứ alo cho em. Và giá trên là giá em bán xe liêm tại cửa hàng thôi. Chưa bao gồm phí vận chuyển này, phí hồ sơ gì cả. Đây là bà con lưu ý giúp bốn bánh kinh môn nhé. Hệ thống cung gầm này. Một chiếc xe chất và màu thì rất là hiếm. Này. Dòng xe này thì bên em bán khá là nhiều nhưng mà để màu uh, sở hữu được một chiếc màu đỏ như này thì cực kỳ là hiếm, chưa bao giờ em bán được uh, lấy được một chiếc xe màu đỏ như chiếc này các bác nhé, rất là hiếm đấy ạ. thân vỏ đẹp keo chỉ zin, đây phần uh, khoang chứa đồ đây em sẽ cho mọi người tham khảo này, uh, rất là rộng rãi luôn đấy ạ phần nỉ cốp vẫn còn giữ được nguyên bản này, uh, keo chỉ zin toàn xe nên em sẽ không quay nữa, các bác nhé, để cho mọi người đỡ tham khảo mất thời gian. Uh, nguyên bản của dòng xe này thì không có lúc sôi cua đâu các bác nhé, không có lúc sôi cua đâu ạ. sàn xe rất là đẹp luôn, đây, sàn xe rất là đẹp luôn đấy ạ cam kết không một lỗi nhỏ mọi người nhé 230 triệu đồng cho chiếc đài Ulacetti Series phiên bản số tự động bản xuất Trung Đông rất là đẹp luôn mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn để được xem xe trực tiếp cũng được đem tư vấn hỗ trợ các bác nhé đây nội thất đây tắp lô tắp đi này gương kính chỉnh điện cục xe đây, vô lăng theo xe béo nói có nhé vô lăng theo xe đấy ạ anh cho mọi người tham khảo về phần khoan động cơ nhé để mọi người có thể hiểu rõ được hơn về chất lượng của xe đây trần phanh này chân ga đây máy thì nổ rất là thì thầm luôn các bác, máy nổ cực kỳ là thì thầm luôn nhé đây một chiếc xe là không màn về chất cả nhá không màn về chất máy êm số mượt điều hòa rét run luôn đấy ạ đây, đầu rằng nguyên hết con nhá đầu rằng nguyên hết đấy ạ khoan động cơ thì bác chủ xe đại tu lại rồi nên mọi người hoàn toàn yên tâm là không phải lo lắng về phần đại tu lại phần quan động cơ nữa đây. máy đang nổ đây máy khô số mượt điều hòa rét run luôn đấy ạ 230 triệu đồng mấy mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho 4 máy kinh bôn số điện thoại 0354 152 để được xem xe trực tiếp nhé Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều